Phước Hiền xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay là mùng 8 tháng 6 năm 2016 và tôi đang quay chiếc thủ chè theo cầu của chị Hạnh Anh Kiên ở Sài Gòn. Thì kính thưa quý vị, chiếc thủ chè này thì về các cái chi tiết của nó vẫn giống như là những thủ chè đặc sắc trước đây chúng tôi vẫn thường quay. Có nghĩa là đôi cánh vẫn khảm dâu kiến đủ 7 sắc cầu vồng đặc sắc. Và chiếc lèo này vẫn là lèo 3 điểm và bệ là tứ linh. Nhưng mà cái tủ này lại khác các cái, bởi vì theo cái đơn đặt hàng của chị Hạnh Anh Kiên ở Sài Gòn thì như vậy là anh chị đặt là đưa vào cái khoảng trống còn lại ở chỗ kê trong gia đình là 1m75, cho nên cái này chúng tôi chỉ làm phổ bì là 1m72, tức là anh chị là kê thoải mái. Và cái kích thước này thì trong đó cái tủ chè thông thường hiện nay của chúng tôi thì bên trên là 1m85 và bên dưới phổ bì khoảng 1m9. Như vậy tuy nhiên là cái tủ chè này trông giá nó vẫn rất là cân đối, bởi vì là trước đây ấy, những cái tủ chè cổ mà hiện nay còn sưu tầm được, còn mua lại được thì nó chỉ dài khoảng cỡ như thế này thôi. Nhưng mà hiện nay ấy, thì nếu như là làm trên thị trường mà chúng tôi làm sẵn thì chúng tôi toàn làm cái kích thước lớn kia, tức là phổ bì của nó là 1m9. Thì trở lại với các cái chi tiết thì vừa nãy tôi có chụp ảnh để tôi gửi email cho anh chị rồi. Nhưng bây giờ là lia từ từ để anh chị cảm nhận cái nét tinh tế của các cái chi tiết này. Như mọi lần chúng tôi vẫn giới thiệu đấy, thì bốn cái điểm đáng quan tâm nhất của cái tủ chè chính là chiếc lèo, chiếc bệ và đôi cánh. Ngoài ra cái sự dày dặn tổng thể của cái thùng cũng như là các cái chi tiết khác như là cái độ dày của cánh, và cánh là cánh xẻ cong và bệ liền. Đấy là những cái cũng đáng nói ở những cái tủ chè đặc sắc như thế này. Thì đầu tiên nói về chiếc lèo thì đây là lèo mai điểu, là cái lèo đục chạm hiểm hóc nhất. Và thường người ta nói lèo kép là nó có 2 tầng. Nhưng mà riêng cái lèo kép này thì nó tầng tầng lớp lớp, có thể không đếm được bao nhiêu tầng của nó nữa. Có thể là 5-6 tầng gì đấy. Bởi vì cái con chim, ví dụ con chim nó bay từ dưới lên, con chim này từ trên xuống, rồi những cái con chim này nó đang tầm ngang, những cái đuôi nó mọc, nó vóc tiếp tận tận trong kia. Mà quý vị nhìn thấy cái con chim nó tinh xảo đây, đây một đầu ngón tay của tôi đây, chim nó chỉ như một ngón tay thôi. Nhưng mà khi mà quay gần thì quý vị thấy là từ mắt đến mỏ đến từng cái lông đều sinh động hết. Và nhiều trường hợp là chúng tôi nói rằng cái con chim này nó đẹp hơn cái con chim thật. Bởi không có con chim thật nào mà lại có cái cánh mỏng bay uốn như thế này được. Đây là con chim của nghệ thuật. Và cái cảnh mai điểu á, thực ra thì lèo thì nó có rất nhiều mẫu đẹp, chứ không phải riêng mẫu mai điểu này. Tuy nhiên mẫu mai điểu này là một cái mẫu đặc sắc nhất và được khách hàng là đã bình chọn. Trước đây chúng tôi còn làm nhiều mẫu khác, nhưng mà cho bây giờ thì cái tủ đặc sắc nhất thì chúng tôi dành cái lèo mai điểu này để đưa vào. Chứ còn trong cái vốn cổ các cụ để lại thì nó có rất nhiều, như là những cái cảnh chim hoa nói chung, rồi sen vịt, rồi thì tam đa bát tiên ngũ phúc vân vân rất nhiều. Thế còn đi tiếp vào, vừa rồi quý vị vừa xem trên đó là chiếc lèo rồi, bây giờ mời chị Hạnh Anh Kiên xem tiếp cái phần bệ. Cái phần trung tâm của bệ này thì cũng vẫn là long. Long là rồng tượng trưng cho quyền lực, long ly quy phượng. Thì đây là long và quy, đây phần quy là cụ rùa đang ngẩng đầu phía dưới lên đây, và chỗ này long là long cuốn thủy, có cả cuốn cá chép vào. Thế còn phượng thì đây, phượng rất là hình tượng nghệ thuật. Bên này là một này, và bên này chú phượng nữa quay đầu lại, đây là hai đây. Cái đường nét cổ của các cụ chúng ta thì nó có cái hay là nó vừa thực mà nó vừa ảo. Cho nên là những cái gì mà nó quá thực thì lại ngắm nó lại không hết nhẽ. Nhưng mà nó cứ nửa thực nửa ảo, vừa là rồng nhưng mà lại những cái tóc tơ, những cái... tất cả cái chi tiết đều ngắm nghía nó sinh động và nó có tinh thần. Đây là, thế còn là kỳ lân đâu, thì đây kỳ lân đây, kỳ lân vần cầu là đầu kỳ lân đây và đuôi tít tận ở trong và thân nó ẩn tận phía sau. Như vậy chúng ta vừa quan sát đủ long ly quy phượng. Và thế nào là phúc lộc thọ, tức là đây
có những cái hình cái con rơi đang bám lên đây, tượng trưng cho phúc, và những cái đồng tiền đang chạy xuyến từ đầu này sang, có những cái dây dài đây, và bên trên này là có những cái mẫu triện hình chữ thọ đây. Như vậy là đủ tứ linh và đủ tam đa với bổ thọ. Thế còn vẫn còn những cái phần bổ sung như là những cái chú sóc đây đang rất là sinh động, đang ăn những cái quả nho đang giải lưỡi mồm đây. Nho sóc là biểu tượng cho sự nhanh nhẹn, sức khỏe. Ngoài ra thì còn những cái phần chi tiết phụ họa thêm như là cái cây mai tượng trưng cho mùa xuân, là tượng trưng sự ấm áp và hạnh phúc. Và những cái triện này thì có triện lớn và triện nhỏ, nó gọi là triện mẫu tử, tượng trưng cho các cái sự cái thế hệ kế tiếp với nhau. Tóm lại là đây nó là một cái bệ đỡ cho cái thủ chè, nhưng mà nó ẩn ý, nó cầu chúc cho gia chủ là được có tứ linh hội tụ, có được phúc lộc thọ, có được sức khỏe và các thế hệ kế tiếp nhau. Còn đi sâu vào tứ linh thì long là tượng trưng cho quyền lực thành đạt, phượng là ở đâu có phượng thì ở đấy sinh thiên tài, kỳ lân là trấn trạch, tức là ngăn cản những điều xấu, và quy, thần kim quy là biểu tượng cho sức khỏe và trường thọ. Chính vì thế cho nên tứ linh hội tụ là đã phù trợ cho gia đình được mọi điều vạn sự như ý. Như vậy và phần bệ là như vậy, còn cái phần lèo mai điểu thì hình tượng nghệ thuật rất cao, và ý của nó là vẫn ở trong cái bộ vinh hoa phú quý và cũng là cái cảnh sắc tươi vui của mùa xuân. Thế còn tiếp theo đuôi cánh thì như mọi lần tôi giới thiệu rồi, và đuôi cánh thì thưa quý vị là thông thường để biểu lộ được hết cái bộc lộ được hết thì bây giờ chắc tôi phải ra tôi lại đóng cửa lại. Đôi cánh khi màu nổ rực rỡ nhất là lúc mà ánh sáng lại có vẻ như là bị thiếu cơ. Cái món khảm này nó phức tạp như vậy. Để tôi tắt điện này. Lúc này quý vị nhìn thấy, nhìn từ xa đây là cái hình thủ chè nó lờ mờ rồi. Nhưng bây giờ tôi mới quay gần lại thì quý vị mới thấy là 7 cái sắc cầu vồng nó lên long lanh như thế nào. Đây. Và trong thực tế thì nó có thể là long lanh huyền ảo gấp hàng bao nhiêu lần như thế này. Còn đây chỉ là thỉnh thoảng bắt màu được một tí thôi. Còn trong sự thực của nó là màu là đỏ cà chua rồi vàng cam rồi màu chanh đấy, như lá cờ đây, cái đỏ rực đây. Hay là và những cái phần nghệ thuật của nó là những cái mái nhà và những cái viên gạch đây thì được săn lọc đây, quý vị nhìn gần. Đây tôi để một ngón tay vào, quý vị nhìn thấy cái đường nét này. Một cái ngón tay của tôi nó bằng che phớt lớp cả một cái ngôi nhà này luôn. Và tôi nhấc ngón tay ra thì quý vị bắt đầu nhìn thấy này. Để quý vị hình dung là nó đường nét nó tinh xảo cái cỡ nào. Cho nên cứ phải gọi là khảm dâu kiến là thế nào là dâu kiến. Bởi vì chính những cái dải lụa quý vị đang nhìn thấy to to đây nó chỉ bé như dâu con kiến mà thôi. Đây. Và từ cái góc phụ nhất của nó mà đều long lanh như thế này. Và một cái lá này cũng được xen lọc bằng nhiều miếng chứ không phải là một miếng. Như vậy chỉ cần nhìn cái phần phụ thì đoán ra được cái phần chính nó đẹp như nào. Cũng giống như ngày trước đấy, cụ Nguyễn Du chỉ cần tả Thúy Vân đẹp như thế nào. Và sau này chỉ cần hạ một câu là xét về cái phần tài sắc thì Thúy Kiều vẫn còn hơn. Thì đủ biết là Kiều đẹp đến cái cỡ nào rồi. Vậy ở đây quý vị vừa nhìn thấy cái góc của nó thì đoán được bên trong như thế nào. Và cái này thì cái khảm này vì nó là ốc là chính và những cái nguyên liệu quý khác cho nên là cái độ sáng nó rất rực rỡ. Nó như là thắp điện ở trong. Cho nên là cái nhược điểm là khi mà quay không quay nổi. Chỉ có đây, thỉnh thoảng đây. Quý vị nhìn rất tinh thần ở những đường nét rất bé đây. Tôi để một ngón tay là che lấp cả mấy người này luôn. Đây. Cả cái lọng này khẽ một cái là bé ăn ngón tay đây. Nhưng trong khi quay gần vào thì quý vị tưởng nó rất là to. Đây, quay cái như là dùng kính lúp để nhìn đây. Hàng chục hàng trăm chi tiết luôn. Và mỗi một chi tiết ngay cái cây cầu này cũng không biết là bao nhiêu mảnh. Và hai cái cánh này thì là một bên là Tam Cố Thảo Lư Lưu Huyền Đức, và bên kia là Văn Vương
và Thái Công Thất Thập Ngộ Văn Vương. Thế thì vừa rồi tôi mới quay một cánh thôi, bây giờ quay lìa sang cánh bên này một chút nữa. Lìa sơ bộ rồi, mà quay cái này rất là mệt bởi vì cứ phải nghẹo ngọ để cố gắng tìm cho nó bắt sáng, nó có tí màu hỏi cho quý khách nhìn thấy. Trong khi đó thì nếu mà tối quá thì không thấy gì, mà chỉ cần hơi sáng cái là lóa trắng luôn. Sơ bộ như vậy để quý khách xem. Và cái này thì chúng tôi còn dự kiến là độ để cho nó có thời gian để khô khắng thêm, và chắc độ một tuần nữa thì chúng tôi sẽ xử lý cho ăn vôi và hoàn thiện để chuyển vào trong Sài Gòn cho anh Kiên chị Hạnh. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và lúc này tôi lại đang có điện thoại. Alo. Alo. Ừ.